Xin chào, rất vui vì đã được gặp lại các bạn trong video đến từ channel của Đi Review và mình là Đọt. Và gần đây thì mình có đọc comment ở hai video nói về điện thoại cổ mà mình làm thì mình thấy phản hồi khá là tích cực nên là mình sẽ quyết định làm thêm một video nữa. Nếu như ở trong giới súc động vật vùng châu Phi, chúng ta sẽ có loài sư tử là trùm bá đạo nhất. Tất cả của ngon vật lạ, miếng to miếng ngon nó xuôi hết. Còn lại thì miếng nhỏ sẽ dành cho những loài vật nhỏ hơn như là linh cẩu, báo hay kền kền. Định luật bảo toàn tính mạng là như vậy. Và trong giới smartphone nó cũng như thế. Cách đây khoảng hơn 10 năm, thậm chí là hơn 20 năm thì khi nhắc đến điện thoại cổ thì chắc chắn các bạn sẽ nghĩ ngay đến cái tên Nokia. Vậy các bạn đã bao giờ đặt câu hỏi rằng sau Nokia sẽ có những hãng điện thoại nào hay chưa? Nếu như các bạn tò mò thì đây sẽ là video dành cho các bạn. Đầu tiên, đấy là Sony Ericsson. Đến thời điểm hiện tại thì chỉ còn cái tên Sony là xuất hiện trên thị trường. Nhưng trước đây, đây là một thương hiệu liên doanh giữa Sony của Nhật Bản cùng với hãng Ericsson của Thụy Điển. Và sau này thì bên anh ấy đã tốt nốt chừng Ericsson để thống trị toàn bộ. Hồi đấy thì Sony Ericsson được coi là đối thủ sừng sò và có khả năng cạnh tranh lớn nhất của Nokia. Các dòng máy do hãng tạo ra thì đều có một đặc điểm riêng biệt mà chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy, như là dòng V kép là Walkman chuyên dùng để nghe nhạc, có những phím gọi chuyên dụng. Tiếp theo đấy là dòng K và về sau đấy là dòng C chuyên cho các tín đồ chụp ảnh. Họ đã sở hữu những camera tốt nhất ở thời điểm đấy. Cùng với đấy là dòng P chuyên dùng cho dân văn phòng cũng như là doanh nhân, bên cạnh dòng E của Nokia với lại BlackBerry. Với dòng Walkman, chúng ta có thể điểm qua một số huyền thoại như là model V800i, V810i hay chiếc điện thoại cuối cùng thuộc dòng Walkman là chiếc V995i. Với dòng chuyên về chụp ảnh, chúng ta có thể kể đến một số model huyền thoại như là chiếc K750i, chiếc điện thoại có camera 20 megapixel đầu tiên trên thế giới và siêu nét ở thời điểm đấy, hay là chiếc C902, chiếc điện thoại đi đầu tiên phong trong cái lĩnh vực làm camera thỏ thụt. Và Sony Ericsson hồi đấy thì họ cũng có một số những thứ độc quyền mà có thể duy trì đến bây giờ ở một số sản phẩm. Có thể kể đến như là cổng tai nghe hoặc cổng sạc thì dùng cổng riêng và cũng hỗ trợ một loại thẻ nhớ riêng có tên là M2. Nếu như là một tín đồ phim ảnh và đặc biệt là fan của series phim Điệp viên 007, hẳn các bạn có thể để ý được James Bond từ phần phim đầu tiên cho đến tận bây giờ luôn luôn sử dụng điện thoại của hãng Sony và đặc biệt là Sony Ericsson ở thời trước. Có thể kể đến như là phần phim thứ 22 sản xuất năm 2008, ông có sử dụng một chiếc điện thoại, đấy là chiếc Sony Ericsson C902 có camera siêu nét lên đến 5 megapixel để chụp những chứng cứ quan trọng. Camera 5 megapixel chỉ nét vào thời điểm đấy thôi. Kế đến đấy là Motorola. Nokia thực sự là một huyền thoại trong lòng của người dùng cách đây hơn 10 hoặc 20 năm về trước. Nhưng mà thực sự nếu như bạn nghĩ rằng Nokia là hãng điện thoại đầu tiên sáng tạo nên điện thoại di động thì bạn đã nhầm to rồi. Motorola mới thực sự là cái tên đã tạo ra điện thoại di động đầu tiên. Chiếc điện thoại di động đầu tiên có tên là Dyna TAC do Martin Cooper sáng tạo ra. Nó có kích thước khá là to lớn và nhìn thực sự giống với lại một cái cục gạch. Máy thì có một thời lượng pin khá ổn, có thời gian chờ lên đến là 10 tiếng, nhưng cuộc đàm thoại chỉ được 35 phút. Cũng chưa đủ cho các mẹ buôn dưa. Quá buồn. Nhưng chiếc điện thoại này thời đấy chỉ có hai chức năng cơ bản là nghe và gọi. Ấy vậy mà mức giá lên tận 4.000 đô la Mỹ, tức là có thể mua được 4 chiếc iPhone X ở thời điểm nó mới ra mắt. Và Motorola thì cũng là hãng điện thoại sáng tạo ra những thiết kế vô cùng là tranh xả và hào nhoáng. Có thể kể đến như là huyền thoại Motorola Rap V3 mà các ông hay thường gọi đây là dao cạo. Đây là một mẫu điện thoại nắp gập mà khi mở ra nó có một độ mỏng mà smartphone bây giờ hiếm có cái nào có thể sánh bằng. Thế nhưng thực sự thì cái con sư tử khổng lồ Nokia nó lại quá bá đạo, khiến cho bà mẹ đẻ của cái điện thoại di động đầu tiên thực sự đã dần dần lụi tàn. Thứ ba, đấy là BlackBerry. Cho đến thời điểm hiện tại thì đây là một hãng điện thoại vẫn có khá nhiều người dùng. Các group liên quan đến dâu đen thì vẫn đông như kiến cỏ. Hãng điện thoại này đã tạo ra những chiếc máy có thiết kế vô cùng là mồ hố và tính năng bên trong thì chuyên dùng cho dân văn phòng cũng như là cho doanh nhân. Bề ngoài của những chiếc BlackBerry thời đấy có những đặc điểm mà chúng ta không thể lẫn vào đâu được. Đầu tiên là về thiết kế hầm vách cả hố với độ dày kinh khủng khiếp. Tiếp theo đấy là bàn phím QWERTY nhập liệu vô cùng là dễ dàng. Không quên kèm theo những món gear đặc biệt như kiểu là bánh răng trên chiếc 8700, viên bi checkbone trên chiếc 9000 hay tiên tiến hơn một chút đấy là checkpad ở trên chiếc 9900. Điểm qua một chút về các tính năng thì nếu như ở Thiếu Lâm Tự họ nổi tiếng với truyền thuyết món võ công thượng thừa mang tên là Kim Trung Cháo có thể khiến cho cơ thể mạnh mẽ, cứng rắn như thép nguội, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm thì chiếc BlackBerry mới sinh ra cũng đã được nhà sản xuất ban cho món võ công thượng thừa này khi mà máy sở hữu một thiết kế vô cùng là hầm hố. Cùng với đấy là độ bền có tỷ lệ thuận với cả cái thiết kế đấy. Tiếp theo đấy là khả năng bắt sóng tốt cùng một số tính năng văn phòng như là soạn thảo văn bản hay là gửi email. Có thể các bạn chưa biết thì cựu tổng thống Barack Obama cũng là một tín đồ của dâu đen. Theo như mình tìm hiểu thì được biết, ông là vị tổng thống đầu tiên nhất quyết không chịu sử dụng chiếc điện thoại siêu bảo mật của cơ quan chính phủ Mỹ mà luôn luôn chạy theo tiếng gọi của BlackBerry. Và bản thân mình trước đây thì cũng đã từng được sử dụng chiếc BlackBerry 8700. Phải nói thực sự nó dùng rất là tốt, bắt sóng khỏe, cùng với đấy là độ bền thả từ trên mấy cái bậc thang xuống mà nó vẫn không sao. Và nhất là ở cái thời khoảng 2010 với một cậu học sinh chỉ khoảng 12-13 tuổi ở vùng quê như mình thì khi mà cầm con máy này đi học, bố con thằng nào cũng hỏi là máy gì mà nhìn xịn thế.
rất tiếc là phải sau bị cái thằng khốn nạn nó lấy mất. Đứng thứ tư đấy là thương hiệu Siemens. Đây có thể là một cái tên khá là lạ đối với các bạn trẻ, nhưng đối với những người chơi dây cổ và đặc biệt là dân độ thì lại rất là quen thuộc. Thực tế thì đây là hãng điện thoại đã góp phần tiên phong cho những tính năng mà xuất hiện trên điện thoại bây giờ. Ví dụ như là màn hình màu có hỗ trợ GSM hay là thiết kế trượt và nghe nhạc MP3. Và điển hình cho thương hiệu này ở Việt Nam thì chắc chắn sẽ phải nói đến hai model đấy là SL45 và SL45i. Đây là chiếc điện thoại chỉ có màn hình đen trắng, chính xác hơn là màn hình cam đen, nhưng mà là chiếc điện thoại đầu tiên có thể thiết kế để đọc được thẻ nhớ MMC và là chiếc điện thoại đầu tiên được hỗ trợ nghe nhạc MP3. Và chất lượng nghe nhạc của em máy này thì nhiều người đánh giá là khá là tốt, có thể sẽ ngang được với một số dòng Walkman của Sony hay là iPod của Apple. Và em máy này cũng có hỗ trợ Java. Và khi về Việt Nam thì đây là một món hàng xịn sò cho dân độ Việt Nam thể hiện nội công. Dù chỉ là màn hình đen trắng thế mà các ông vẫn có thể chèn ảnh để mà xem, cùng với đấy là xem phim được trên con máy này. Nhưng đáng tiếc là chiến lược phát triển sai lầm đó góp phần giết chết cái thương hiệu đến từ Đức này. Trong khi Nokia họ tập trung phát triển những gì mà người dùng cần và người dùng ưa thích, như là những bộ vỏ sặc sỡ, có thể tải hình nền, tải nhạc chuông, cài game dễ dàng, tất cả những dịch vụ đều có thể cho người dùng sử dụng một cách rất là dễ dàng và thân thiện. Thì Siemens lại không được như vậy, họ liên tục bỏ lỡ rất là nhiều xu hướng và dần dần đã lụi tàn. Thật đáng tiếc cho một kẻ đi tiên phong. Thật ra thì vẫn còn rất là nhiều hãng điện thoại khác, nhưng mà ở đây thì mình chỉ có thể liệt kê được 4 hãng điện thoại mà mình nhớ là nó đang nổi tiếng chỉ sau Nokia. Bạn nào biết thì comment tiếp ở bên dưới nhé. Như vậy là mình đã hoàn thành xong video những hãng điện thoại cổ xếp sau Nokia. Hãy cho mình biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment bên dưới. Bạn biết gì về 4 hãng điện thoại này, hoặc bạn có đang sở hữu một chiếc điện thoại nào trong số chúng hay không? Nếu thấy video hữu ích thì đừng quên like, share và subscribe. Ngứa tay thì ấn vào nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới nhất nhé. Chào. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Để cập nhật những thông tin mới nhất về các sản phẩm công nghệ, đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ bên mình nhé.